Hello các bác nha, xe của mình thì vừa kết thúc chặng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đây thì bắt đầu đang có cái lối ra về phía trạm thu phí Thành Cầu Nghĩa thuộc địa bàn Tiền Giang. Đoạn này thì chúng ta hạn chế tốc độ, ta đi dưới 50 km/h. Đây thường có cái bắn tốc độ cho nên là các bác tài lưu ý. Đó, biển hạn chế tốc độ 50 km chúng ta vừa đi tới. Mời tất cả các bác xuôi về miền Tây nhé, đi về Cần Thơ với em nhé. Đây chúng ta đi đến vòng xoay, rẽ trái thì đến thành phố Mỹ Tho, rẽ phải thì đi về Cần Thơ. Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Qua cái vòng xoay này thì có một cái quán ăn, chúng ta ăn cơm cũng khá là ngon. Chút xíu nữa mình chỉ cho nhé. Ăn cơm tấm. Kiều Nhi. Mấy lần ghé mà chưa có nhớ. Từ vòng xoay này đi tới khoảng đầu tầm 2 cây số. Quán này thì ô tô ghé khá đông. Rẽ đây nữa, chúng ta quẹo phải nữa thì sẽ tới cái quán cơm đó.
Trời hôm nay khá đẹp, không nắng, rất là mát mẻ luôn. Chút xíu nữa các bác cùng em ghé ăn cơm ở cái quán cơm này nhé. Đi đến cái vòng xoay này bắt đầu rẽ phải, có nghĩa là từ trạm thu phí Thành Cửu Nghĩa đó sẽ có hai cái vòng xoay đổ về Cần Thơ, chúng ta đi qua hai vòng xoay rẽ tay phải, đều rẽ tay phải đó. Đây cái vòng xoay này nữa thì sẽ đến cái quán cơm mà nãy em có nói đó. Diễm Thúy quán cơm Diễm Thúy à, chúng ta đi rẽ vào đây nhé. Đây, ở đây thì có người điều tiết xe nhé, nãy thì suýt nữa thì mình đi qua đi mấy lần rồi mà vẫn quên. Rồi Diễm Thúy cái tên nghe rất là hay, rất là đẹp luôn. À, rồi ok chúng ta sẽ cùng vào quán cơm này nhá. Đây và bây giờ thì chúng ta vào đến quán ăn nha, Diễm Thúy đây. Có cái món ăn ở trên này đó, thực đơn vậy mọi người ăn ở đây đó. Ở đây thì cũng có quầy hàng này, các loại bánh kẹo. Khi mà về miền Tây thì các bác nên ăn cơm trắng với cá kèo kho này, à, canh chua, cá bông lau, cá hú gì đó, gà. Nói chung là món ăn ở đây thì hợp với khẩu vị ba miền, đồ ăn này cũng giá cả cũng rất là vừa phải rồi. Đây lòng khách lắm, đây là bên trong quán luôn. Bây giờ thì cái lượng khách nó cũng ít rồi, tại vì nó theo từng đợt. Đây hôm nay thì mình kêu cái món này đây, cơm trắng này, canh chua, rau,
nước chấm. Rồi cái này là ngà voi nha, ngà voi luộc. Đó. Chút nữa là có cá kèo kho nữa. Món cá kèo kho là khoái khẩu của mình. Cá chua, chua canh chua cá bông lau. Thì ở đây là còn có cà chua này, cá này, rau nhút này, bông bông xoa đũa. Rồi mời cả nhà nhé. Đây còn hai món mặn nữa, món gà xào xả ớt với món cá kèo, cá kèo kho niêu đất. Rồi đói quá. Đây cá kèo kho đây đấy, nóng sốt luôn, còn sôi trùng trục nè. Đó. Và lát hành, dầu răm. Cái nồi này nóng rất là lâu. Rồi xin mời cả nhà nhé. Ngon quá. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiếp tục hành trình về lại Cần Thơ nhé. Vừa rồi thì chúng ta vừa rời quán cơm Diễm Thúy. Trên cái tuyến đường từ Tiền Giang này, Vĩnh Long này, có nhiều cái quán ăn treo cái bảng nghe có vẻ hoành tráng, nhưng vào thì nó cũng chỉ là một cái quán bèo nhèo đấy. Nên là chúng ta ghé những cái quán nào mà ăn uống nó gọi là chấp nhận được, nhiều khi ghé mình thấy nó dựng cái bảng chào bá luôn, nhưng mà vào cách phục vụ này, đồ ăn rồi cái cả là vấn đề vệ sinh nữa, mình cảm thấy vào mà không thấy gọi là vừa ý, không vừa mắt là mình cảm thấy nó có gì đó nó hụt hẫng vậy, đúng không? Trên cái tuyến đường từ Tiền Giang này về Cần Thơ đấy, thì mình nói chung cũng đi thường xuyên, thấy cũng ít anh hùng lúc lắm. Cho nên là những bác tài mới ở các cái vùng khác đến thì nói chung chúng ta cứ đi thoải mái đi, không vấn đề gì đâu. Nhất là làm sao đi đúng, tuân thủ đúng các cái quy định về tốc độ, không sao. Thế còn anh hùng lốp ở đây thì nói chung mình thấy gần như hiếm hiếm, hay là mình đi mình chưa gặp không biết, mà chưa thấy. Đây chúng ta vừa tới chỗ viện cây ăn quả miền Nam. Còn 51 km nữa thì đến cầu Mỹ Thuận, là sẽ đến địa phận Vĩnh Long.
thì nên như vậy khoảng 30 km nữa từ địa phận đổ dốc cầu Mỹ Thuận thì sẽ đến Cần Thơ. Trời ơi, mập như một cái miếng bánh mì. Mình đi đường mình nhìn thấy ai mập là mình ước ao mình được giảm béo cho người đó lắm. Quá trời mập. Thực ra thì cái người mập thì càng thèm ăn nhiều và ăn uống vô kỷ luật cho nên là dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Và những cái người mập thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Người ta mình có thể ví là những người đó là những người mà bom nổ chậm, bởi vì coi như tiềm ẩn rủi ro rất là nhiều bệnh. Tiền Giang mấy năm trước thì có vài điểm đen về giao thông hay diễn ra kẹt xe, đặc biệt Cổ Cò, Cái Bè, địa phận Cái Bè. Bây giờ thì nói chung là cũng một số các cái tuyến cầu đường cũng đã được nâng cấp mở rộng hơn. Tuy nhiên là những cái ngày lễ Tết thì tình trạng kẹt xe này vẫn còn rất là phổ biến. Về miền Tây gần như có một cái đường độc đạo, đó là tuyến quốc lộ này đó, cho nên là những ngày lễ Tết rất là khủng khiếp. Trên cao tốc thì cũng kẹt xe. Chúng ta cùng đi với nhau trên chặng đường từ thân Cửu Nghĩa đến cầu Mỹ Thuận nhé. Các bác tài nào chưa đi về các tỉnh miền Tây thì có thể xem cái video này để chúng ta cùng ngoạn cảnh tuyến đường này nhé. Mít Thái.
Tiền Giang, Vĩnh Long thì là những cây vựa trái cây rất là lớn của miền Tây. Mùa nào tức đó rất là nhiều các loại trái cây. Một km nữa thì chúng ta đến Cái Lầy. Chỗ này cầu sao này vừa mới được làm lại mặt đường này. Chúng ta vừa đi qua cái cổng chào khu di tích chiến thắng Cấm Bắc bên Cái Lầy. Chút xíu nữa thì chúng ta đi đến cái làng nghề làm xúc xích, rồi cái
lạp xưởng đó. Lạp xưởng thì nói chung cái nhu cầu về cuối năm á, là thị trường rất là chuộng cái loại này. Đây là cầu Mỹ Quý. Lối vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Km thế thì đến cái bè. Cầu Nhị Mỹ.
Qua đường mà không có để ý quan sát thì qua là qua, không biết là phía sau có ai cả mẹ chúng nó. Xe mít xe nào thì đây rất là to, 10 kg, 12 kg, 15 kg một quả trái. Tiết hôm nay đẹp quá, không có nắng, trời quang. Rồi bây giờ thì chúng ta đi đến bắt đầu tới địa phận Cái Bè. Mỹ Thuận còn 31 km nữa.
Cái vị trí cầu chỗ này khá là hẹp, này là những cái ngày lễ Tết, cái điểm đen về tắc nghẽn giao thông. Nói đến cái khu vực này thì rất nhiều cơ sở bán lạp xưởng, huyện Cái Bè. Đây chúng ta đến trạm thu phí. Trạm thu phí này thì xe 7 chỗ là 14.000. Trạm thu phí Cái Bè. Làn thu phí tự động mà vẫn phải dừng. Đó, 14.000 xe 7 chỗ. Xưởng này thì mình không khoái khẩu cho nên là cũng không biết nó ngon thế nào, nhưng mà cũng khá nhiều người đi đến khu vực này để ghé mua về làm quà. Cái làm xưởng này là cái mùi mình cảm thấy nó không có hạt cho nên là mình không khoái. Mà Tết thì nhiều người thích cái món này. Có thể là dùng nó tiện lợi hay là sao không biết. Thấy Tết nhà nào cũng làm, cũng mua nạp sữa.
Có rất nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo, xe ra vào đây rất là nhiều, đa số là các cái công xe container. Cái cầu này cũng rất là hẹp, đây đến điểm này cũng hay tắc nghẽn giao thông cầu An Cư. Tuyến đường ở Cái Bè, Cái Lẫy có rất nhiều cầu rất là hẹp. Đèn đỏ
Cầu Bà Phú.
dừng lại đèn đỏ rồi. Cầu này cũng rất là hẹp này, cầu Mỹ Đức Tây. Cầu này đang thi công mở rộng, làm sao mà nhanh mở rộng sớm. Rồi video này đến đây là hết nha, kết thúc cái hành trình đến đây. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhé.